Mới đây, Samsung Electronics của Hàn Quốc đã báo cáo lợi nhuận quý 4 năm 2022 giảm 69%. Sự sụt giảm này một phần là do nhu cầu của người tiêu dùng đối với các thiết bị điện tử đã giảm bớt, và phần khác là bởi nền kinh tế yếu kém. Người tiêu dùng trở nên thắt lưng buộc bụng hơn trong chi tiêu, khiến doanh số bán điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng cũng ít đi. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp chip bao gồm Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đã điều chỉnh lại hàng tồn kho của họ trong quý 4 năm 2022, khiến giá chip tiếp tục giảm. Bên cạnh những khó khăn về nhu cầu, lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng bán dẫn xuất khẩu sang Trung Quốc đã dẫn đến nhu cầu thấp hơn từ các khách hàng chính của Samsung. Chính vì những yếu tố này, nhà sản xuất chip và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới đã chứng kiến lợi nhuận hoạt động tháng 10 đến tháng 12 của mình giảm xuống còn 4,3 nghìn tỷ won, tương đương với 3,49 tỷ đô la Mỹ, mức lợi nhuận hàng quý thấp nhất trong 8 năm, từ mức 13,87 nghìn tỷ won một năm trước đó. Doanh thu đã giảm 8% xuống 70,5 nghìn tỷ won.